Welcome to Phát âm hay. I am Yim, your host of the podcast series How to Master American Pronunciation in 60 Days. As you may know, English pronunciation is incredibly important if you want to be understood and avoid miscommunications. So in this podcast, I'll bring you various lessons about pronunciation, intonation, and liaison, share my learning experience, and help you stay motivated through your English learning journey. Chào mừng các bạn đến với Phát âm hay. Mình là Diễm, người sẽ dẫn dắt các bạn trong suốt podcast học giỏi phát âm giọng Mỹ trong 60 ngày. Phát âm tiếng Anh cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn được người khác hiểu mình và tránh bị hiểu nhầm trong giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, trong podcast này, mình sẽ mang đến cho các bạn nhiều bài học khác nhau về phát âm, ngữ điệu và nối âm. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm học tập, mình cũng sẽ giúp cho các bạn duy trì động lực trong suốt hành trình chinh phục tiếng Anh. Alright, it's time for how to master American pronunciation in 60 days. Let's get started! Khi học tiếng Anh thì người Việt chúng ta thường hay gặp rất là nhiều vấn đề. Và theo bạn thì trong 4 kỹ năng chính, nghe, nói, đọc và viết, thì kỹ năng nào là kỹ năng mà người Việt mình cảm thấy sợ hãi nhất? À, người Việt mình sẽ rất là giỏi khi mình học ngữ pháp và mình học từ vựng. Tức là hai kỹ năng cuối, đọc và viết thì làm rất là tốt. Tuy nhiên kỹ năng nghe và kỹ năng nói thì lại là hai kỹ năng mà chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn và mình cảm thấy rất là sợ hãi khi mà mình phải nghe người nước ngoài nói tiếng Anh hoặc là mình buộc phải nói tiếng Anh. Thì trong này Hiểm sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách để chúng ta có thể cải thiện được kỹ năng nghe của mình. Từ đó sẽ làm cho việc mình nói và mình giao tiếp tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Vậy 5 cách để mình cải thiện kỹ năng nghe của mình là gì? Cách thứ nhất chính là chúng ta cần phải học phát âm các bạn. Phát âm thì nó liên quan đến nghe và nói luôn. Tức là khi mình nghe tốt thì mình sẽ phát âm tốt. Hoặc là khi mình phát âm tốt thì mình mặc nhiên sẽ là nghe tốt thôi. Bởi vì mình phát âm đúng cái chữ đó mà. Và người nước ngoài họ nói đúng như vậy thì mình nghe mình hiểu là chuyện bình thường rồi. Tuy nhiên trong này thì Diễm muốn nhấn mạnh một chút xíu nữa là chúng ta hãy học cách phát âm. Tuy nhiên là học sâu hơn, có nghĩa là học cách phát âm một cách tự nhiên. Đôi khi các bạn ra ngoài đường các bạn sẽ nghe người ta nói thế này: Give it to me. Give it to me. Mình mới nói gì ta, nói gì mà nhanh dữ trời, cái gì mà lướt âm bỏ âm tùm lum vậy. Thực ra câu này chính là Give it to me. Give it to me. Tuy nhiên người nước ngoài thì người ta có khuynh hướng là người ta nói lướt âm và bỏ âm, cho nên người ta nối thành là Give it to me. Give it to me. Tập nhanh sẽ là Give it to me. Give it to me. Hoặc trong một số các hoàn cảnh khác thì các bạn có nghe người nước ngoài họ nói là What you wanna do? What you wanna do? Thì thực ra nó là What do you want to do? What do you want to do? Tuy nhiên là người ta sẽ không nói từng chữ như mình nghe đâu, What do you want to do đâu, mà là What do you wanna do? What do you wanna do? Cho nên là mình cần phải học, ngoài chuyện học phát âm thì mình còn học thêm cả là giảm âm và nối âm nữa, để khi mình nghe người nước ngoài họ nói một cách tự nhiên với tốc độ bình thường của người ta thì mình vẫn có thể nghe được. Cách thứ hai chúng ta có thể áp dụng được chính là chúng ta hãy nghe những nguồn nghe tiếng Anh một cách rất là phong phú. Và một trong những cái nguồn mà Diễm rất là thích mà dạo gần đây, khoảng 2 năm đổ lại gần đây Diễm thảo thường xuyên, chính là mình nghe podcast ở trên Spotify hoặc là ở trên điện thoại mình cũng có những cái chương trình podcast. Thì khi mình chọn nghe podcast thì tùy vào trình độ nghe của mình có thể sử dụng những cái keyword. Chẳng hạn như đối với những người mới bắt đầu thì mình có thể nghe là Easy English Podcast hoặc là Slow English Podcast. Còn đối với những bạn mà cái trình độ nghe nó tốt hơn rồi thì mình có thể nghe một cái kênh mình rất là thích nè, nó tên là American English Podcast. Thì cái American English Podcast này là một cái kênh của một cái cô người Mỹ và cổ thường xuyên chia sẻ về văn hóa Mỹ, về những cái đặc điểm, đặc tính của những khu vực khác nhau, cũng như là lịch sử ở nước Mỹ. Thì nó cũng rất là hay, một cái nguồn rất là hay để mình vừa học tiếng Anh, mình vừa cập nhật thêm thông tin để mà khi mình trao đổi với người nước ngoài hay là trao đổi với người Mỹ thì mình có những cái thông tin để có thể nói chuyện được với họ. Một trong những nguồn khác mà mình có thể nghe được và rất là phổ biến chính là TED Talks. Thì cũng rất là lạ là các bạn sẽ bỏ rất là nhiều thời gian để coi những đoạn video ngắn của TikTok. Nhưng mà nó thường nó sẽ không mang nhiều nội dung về mang tính giáo dục nhiều, mà mình khuyên là các bạn hãy nghe TED Talks. Và trong TED Talks thì có rất là nhiều những nội dung khác nhau,
Và khi mà người ta nói đó thì người ta đã chuẩn bị cái bài đó rất là kỹ rồi, cho nên cái phần nội dung nó mang tính chất là rất là cốt lõi và nó mang tính chất là tinh hoa, cho nên mình chỉ cần nghe 15 phút podcast cho một cái nội dung bất kỳ thì đó là có thể là một cái công trình nghiên cứu, mà một cái công trình cả đời của họ, hoặc có thể là người ta đã nghiên cứu rất là lâu rồi. Thì mình chỉ nghe 15 phút mà mình đã nắm được nội dung chính rồi, thì nó không chỉ là luyện nghe tiếng Anh mà còn nghe cả nội dung nữa. Cho nên hai nguồn nghe mình rất là thích để khuyến nghị các bạn nghe chính là podcast và TED Talk. Một lý do nữa là tại sao mình lại khuyên các bạn nên nghe podcast. Tại vì podcast thì nó giống như radio á, tức là nó là một dạng về âm thanh thôi. Cho nên khi mình làm podcast thì cái ngữ điệu của người nói ở trong podcast nó phải lên giọng trầm bổng và nghe nó rất là hấp dẫn. Trong khi trên YouTube thì thực ra YouTube cũng là một nguồn tốt. Tuy nhiên trên YouTube thì không chỉ là người ta nói mà người ta còn diễn nữa, cho nên là thường nó bị phân tâm nhiều hơn. Và để cho chất lượng âm nó tốt cũng như là ngữ điệu nó tốt thì mình khuyên là các bạn đi nghe podcast đi. Nó sẽ thích hơn rất là nhiều khi mà mình nghe YouTube. Phương pháp thứ ba mình muốn nói ở đây khi mình muốn tăng cái khả năng nghe của mình, đó chính là các bạn hãy viết lại những gì mình nghe. Hay một cái phương pháp mình rất là khuyến nghị các bạn nên làm, đó chính là viết chính tả. Tức là khi mình nghe, mình không chỉ là nghe bị động mà mình nên nghe chủ động. Đầu tiên mình lấy một cái đoạn text nó ra khoảng tầm 5 phút đi. Mình sẽ nghe cái general idea, tức là mình sẽ nghe cái ý tưởng chính của bài là gì. Sau đó thì mình nghe một lần nữa, mình nghe những cái chi tiết của bài. Và mình nghe kỹ hơn, tức là mình sẽ nghe từng câu, từng chữ. Mình viết chính tả thì mình chỉ cần trích một cái đoạn khoảng tầm 30 giây thôi, đừng có viết nhiều hơn. 30 giây là đủ lắm rồi. 30 giây mà một cái nội dung mà bạn thích, bạn hiểu và những từ vựng nó không phải quá khó đối với bạn, thì bạn sẽ viết chính tả lại, nghe từng câu mình viết chính tả lại. Thì khi mình viết như vậy, mình sẽ nghe được cái phát âm của người ta, mình nghe được nối âm của người ta, và đồng thời mình học luôn cả là từ vựng và ngữ pháp nữa. Thì phương pháp viết chính tả là một trong những phương pháp rất là đỉnh để các bạn có thể học nghe và học ngoại ngữ nói chung một cách rất là dễ dàng. Phương pháp thứ tư mình muốn nói ở đây chính là khi mình coi phim, mình hãy tắt cái phụ đề đi. Tuy nhiên, các bạn để ý nha, một cái đoạn phim mà 45 phút mà tôi thì mới tập tảnh, mới học nghe, xong rồi bắt tôi là phải tắt hết toàn bộ cái phụ đề đi rồi tôi nghe thì nghe nó rất là đau khổ, đúng không? Thì phương pháp của mình ở đây là đối với những người bạn mới bắt đầu thì các bạn có thể là mình sẽ tắt sub đi, nhưng mà mình chỉ tắt sub trong vòng 1 phút đầu tiên thôi. Mình tắt đầu tiên, mình tắt cái sub đi ha, mình coi rồi mình hiểu cái nội dung chính của bài, bởi vì người ta còn có diễn nữa mà. Sau đó thì mình sẽ nghe lại một lần nữa, nhưng mà lần này mình sẽ mở cái phụ đề lên. Thì mình mở phụ đề lên như vậy, mình sẽ củng cố lại coi là thực ra mình có hiểu nhiều như vậy hay không. Rồi sau đó thì mình lại tiếp tục cho những cái đoạn 1 phút tiếp theo, rồi 5 phút tiếp theo hay 10 phút tiếp theo. Thì dần dần các bạn sẽ tăng cái thời gian mình tắt sub đi, để mà mình có thể luyện nghe trong thời gian là mình coi phim. Đặc biệt là khi mà các bạn coi phim ấy, thì các bạn có thể là dừng lại tại những chỗ mà mình nghe nó không có ra, hoặc là một số các từ vựng thì các bạn có thể viết lại phần từ vựng đó. Tuy nhiên đặc điểm lưu ý nè, khi mình viết từ vựng thì đừng có viết từ đơn, mình không nhớ đâu, mà mình phải học từ vựng trong ngữ cảnh. Có nghĩa là khi mình viết từ vựng, mình viết cả cái câu ra nữa, thì khi lần sau mình đọc lại thì mình sẽ nhớ, à cái khúc này bộ phim nó nói như vậy nè, thì nó xuất hiện ra cái câu vậy nè. Thì như vậy thì các bạn sẽ nhớ bài nó kỹ hơn, nó dễ dàng hơn, và mình cảm thấy là học nó thích thú hơn nhiều, chứ không phải gượng ép gì cả. Phương pháp thứ năm ở đây thì nó tốn hơi nhiều công sức hơn một chút, là khi mà các bạn nghe những cái bài chẳng hạn TED Talks hay là những bài podcast, hoặc là một số bạn mà đi thi TOEIC hay là IELTS á, khi mình nghe một cái đoạn thì mình hãy cố gắng là mình sau khi mình nghe và mình trả lời câu hỏi xong rồi thì cố gắng mình học thêm từ vựng và mình học ngữ pháp trong chính cái đoạn văn đó. Thì ngày xưa khi Diễm học từ vựng cũng vậy, Diễm sẽ không học từ đơn đâu, mà Diễm chủ yếu là Diễm sẽ trích ra từ trong phần đọc hoặc là trong phần nghe, thì mình sẽ học từ vựng ngay trong cái ngữ cảnh đó luôn. Thì lần sau khi mà mình nghe lại cái từ đó trong cái ngữ cảnh khác thì mình lại hiểu cái từ đó hơn. Có nghĩa là muốn nghe được thì ít nhất bạn phải có một cái vốn từ vựng tương đối. Do đó cái việc mình học từ vựng thì rất là quan trọng luôn. Và các bạn phải học từ vựng trong ngữ cảnh, trong câu, chứ đừng có học từ đơn, nó tốn thời gian lắm, chẳng được cái gì hết trơn á, nhớ mau quên nữa. Mà hãy học trong ngữ cảnh thì nó sẽ có tác dụng hơn rất là nhiều trong cái quá trình mà mình học tiếng Anh. Như vậy tóm lại 5 phương pháp mà Diễm muốn nói ở đây để các bạn có thể cải thiện được kỹ năng nghe của mình. Thứ nhất là nhớ học phát âm nha. Và còn nữa là phải nhớ học phát âm theo kiểu nói tự nhiên của người bản ngữ nữa, bằng cách là mình học bỏ âm, nối âm, lướt âm nữa nha, ngoài chuyện là mình học một cách là chính thống theo cách phát âm thông thường.
Phương pháp số 2 chính là chúng ta hãy nghe những cái nguồn nghe đa dạng, chẳng hạn như là trên Spotify hoặc là trên TED Talks. Phương pháp thứ 3 chính là chúng ta hãy viết lại những gì chúng ta nghe, hay một cách nói khác chúng ta hãy viết chính tả lại. Bởi vì viết chính tả là một cái phương pháp tuyệt vời để mình luyện tai, luyện nghe, luyện từ vựng, luyện ngữ pháp, luyện tiếng Anh nói chung. Thì phương pháp viết chính tả là phải cần, phải có các bạn. Cách thứ 4 là chúng ta hãy coi phim và chúng ta tắt cái subtitle đi. Tùy vào khả năng của mình có thể là tắt trong vòng 1 phút, hoặc trong vòng 2 phút, 5 phút, 10 phút. Và những bạn mà giỏi lắm rồi thì tắt hết cả bộ phim trong vòng 45 phút, mình coi không có subtitle, coi thì mình có hiểu gì không. Thì sau đó mình sẽ coi phim lại và nhớ mở cái subtitle hay là mở cái phụ đề lên để mình có thể kiểm tra lại thử coi thực sự là mình có hiểu được nhiều như vậy không. Và phương pháp thứ 5 chính là muốn nghe được thì phải có từ vựng các bạn ạ. Thì các bạn hãy cố gắng là mình học từ vựng, mình học ngữ pháp ngay chính trên cái đoạn nghe của mình. Mình hãy học trích đoạn nó ra, học trong ngữ cảnh chứ đừng có học từ đơn. Vậy là chúng ta vừa đi qua 5 phương pháp để luyện nghe rồi. Và nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nào thì bạn có thể liên hệ đến Phát Âm Hay, hoặc các bạn có thể comment ở phần bình luận ở bên dưới để mình có thể suy nghĩ thêm một vài những cái ý tưởng khác để mình có thể chia sẻ với các bạn trong quá trình hỗ trợ các bạn học tiếng Anh. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình rất thích câu nói của Amy Purdy: "If your life were a book and you were the author, how would you want your story to go? That's a question that changed my life forever." Mình dịch tạm ra có nghĩa là: nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách và bạn là tác giả, bạn muốn câu chuyện trong cuốn sách đó được diễn ra như thế nào? Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Do đó hãy học và đầu tư tiếng Anh ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết tập ngày hôm nay, và hãy đón chờ những tập tiếp theo được lên sóng vào thứ năm hàng tuần. Các bạn hãy theo dõi thêm trên fanpage, YouTube cũng như là các trang mạng xã hội khác của Phát Âm Hay để cập nhật thêm nhiều bài học cũng như những nội dung cực kỳ thú vị và bổ ích khác. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích cho bạn, hãy để lại bình luận và nhớ rating cho kênh nhé. Perfect practice makes perfect. Hãy kiên trì luyện tập phát âm. Một ngày không xa, khi bạn cất giọng lên, người khác sẽ nhìn bạn với con mắt đầy ngưỡng mộ. Hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo. See you in the next episode.